ghế vào kìa. Không nhìn đâu. Không, ta đang đứng ở đây mà mày. Nhìn hấp dẫn quá. Ăn đi đồ gì nhé, ăn cơm. Ăn cơm vô mà. Tại vì nó có nhiều giảm được. Có nhiều vị. Càng lúc càng mập. Đẹp vậy mà giờ nó để cho nó mập. Cái con gây cái ổn nó. Hồi xưa gầy quá. À. Cái cây gầy mà. Giờ thì có chị đi tròn thế, tròn kìa thế. Quá tròn luôn. Quá tròn luôn, tròn như hột mít luôn rồi. Tròn khỏe. Bây giờ đi vô lấy cho. Còn vừa mập mập hay tròn đợi đợi mà để nó hay đợi mình mập kìa. Có cái bị không cô? Có bị với cái mũ. Tại chứ. Thích gì? Thích đi xe hả? Ôi, cần một con chạy. Không có là Minh ơi, có quán cà phê chưa? Chưa có, ra đó coi, nó chưa biết đâu. Chứ đi còn cà phê à? Ờ, đi quán cà phê. Cà phê ngà mới sống đấy, ngon lắm. Ngã bờ sông hả? Ờ, mặt lắm. Mát lắm hả? Ra rái luôn, rái đỏ thế. Ờ, bờ sông. Ở bờ sông.